Rồi, xin chào tất cả các anh chị nha. Thì hôm nay thì em sẽ review cho các anh chị và các bạn cái dòng sản phẩm đó chính là gel tắm gội King Monster đang rất là nổi tiếng trên thị trường. Đây nó là cái dòng sản phẩm mà 3 in 1 luôn ha. Nó vừa có thể là gội được, rồi tắm được, rồi rửa mặt được. Đó rất là thích hợp với các anh nam giới. Và cái sản phẩm này là dành riêng cho các anh nam giới ha. Thì hôm nay em sẽ review và đặc biệt là hướng dẫn cho các anh cái cách thức để làm sao mà chúng ta mua đúng hàng chính hãng. Và nếu như mà các anh cần hỗ trợ thêm bất kỳ thông tin gì về cái sản phẩm này thì các anh đừng có ngại gì hết á. Các anh cứ gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em theo số là 0909647968. Nếu mà em hỗ trợ được thì em sẽ hỗ trợ cho các anh hết mình ha. Rồi, thì đây nó là cái dòng sản phẩm mà nói chung là nó rất là tốt luôn và nó rất là thích hợp với nam giới, bởi vì nam giới mình là thích sự gọn nhẹ, thích sự nhanh gọn đúng không? Không có thích như chị em phụ nữ là cứ phải gọi riêng rồi tắm riêng rồi này kia rất phức tạp. Còn cái này á không, nó rất là gọn luôn, vừa tắm vừa gọi vừa rửa mặt từ trên xuống dưới xong luôn. Đó. Và cái ưu điểm đó là cái ưu điểm thứ nhất ha, 3 trong 1 luôn. Cái ưu điểm thứ hai á, là cái mùi hương của nó rất là thơm và sang nha. Rất là thơm và sang đó. Thì vừa đây, hương nước hoa của nó là hương nước hoa cao cấp và đẳng cấp thượng lưu. Nó rất là nam tính, nó rất là mạnh mẽ, nó rất là lịch lãm. Khi mà các anh sử dụng xong á, là nó lưu hương rất là lâu luôn nha, từ 6 đến 8 tiếng đó, nên rất là tốt luôn đó. Và nó rất là thích hợp cho mình đó. Mình vừa sạch, mình vừa thơm đúng không ạ? Đó, thì cái sản phẩm này á, thì khi mà sử dụng vào á, thì mình sẽ mình tắm á, là nó rất là sạch da nha. Nó sẽ giúp cái da của mình á, nó loại bỏ hết những cái bụi bẩn này, bã nhờn này, tế bào chết này, mà không có gây khô hay kích ứng da nha. Các anh tắm xong á, các anh sẽ thấy nó rất là đã. Và cái mùi hương của nó thì như hồi nãy em nói là nhập từ độc đáo từ Ý á mọi người, nên nó rất là thơm đó. Và cái công nghệ của nó là công nghệ nano, nó sẽ không chỉ làm sạch nha, mà nó còn thúc đẩy cái sự thẩm thấu sâu vào da của các dưỡng chất quan trọng. Nó sẽ kiểm soát mụn lưng luôn. Anh nào mà hay bị mụn lưng sử dụng cái này rất là tốt nha. Và nó sẽ khử cái mùi của cơ thể của nam giới, tại vì nam giới hay bị ra mồ hôi ấy, nên lâu lâu mình hay bị mồ hôi đồ các kiểu á, thì cái này nó sẽ làm sạch luôn và nó sẽ lưu hương cho mình rất là tốt nha. Đó. Và cái vì sao mình phải sử dụng cái sữa tắm chuyên biệt? Thực sự á, từ trước nay các anh không có hay để ý tới cái việc mà tắm trong gia đình nhà mình có cái gì thì tắm cái đó. Nhưng mà thực sự á, làn da của nam giới và phụ nữ nó khác nhau. Da của nam giới cái cấu trúc á, là nó dày hơn so với phụ nữ ha. Và đặc biệt là nam giới chúng ta thì phải tiếp xúc nhiều với cái hoạt động ngoài trời rồi, cho nên là da của mình rất là dễ bị tích tụ bụi bẩn và nhờn nhờn đó, nên là sự lựa chọn sữa tắm mà dành riêng cho nam giới là rất là cần thiết ha, để chăm sóc cho cái làn da của mình đó. Và ngoài ra thì cái tuyến mồ hôi của nam giới tiết ra nó cũng mạnh mẽ hơn phụ nữ, nên rất là dễ bị hôi đấy. Cho nên là nếu mà anh sử dụng cái sản phẩm nó không phù hợp á, thì nó sẽ không có đánh bay được cái mùi hôi đó đó, và nó cũng không có giảm nhờn được á. Mà mình sử dụng cái sữa tắm hoặc là dầu gội nó không thích hợp á, thì rất là dễ bị mụn lưng đó. Đó, thì đây nó là một cái dòng sản phẩm thiết kế chuyên biệt cho nam, nên là nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề khác biệt đó giữa nam và nữ, nên các anh sử dụng rất là tốt ha. Rồi, bây giờ ngắn gọn như vậy thôi. Còn bây giờ các anh hãy hướng dẫn cho các anh kiểm tra thật giả này. Đầu tiên á, mình cầm về á, thì cái lọ cái King Monster này nó có hai mùi ha, màu xanh, cơ bản là màu xanh và màu trắng đó. Thì màu xanh á là một màu đẳng cấp này là đẳng cấp thượng lưu, sang chảnh, trẻ trung. Còn cái màu xanh thì nó là lịch lãm, rồi nó kiểu như là quý ông quý tộc đó. Đó, anh thích màu nào? Nó màu xanh hay màu trắng là nó quan trọng ở cái mùi hương. Còn cái công dụng của nó thì nó như nhau ở cả hai sản phẩm nha, anh lưu ý. Đó, thì đây là cái màu hương mà kiểu nó hơi trẻ trung, nam tính thượng lưu, sang chảnh, trẻ trung. Đó, còn những cái mùi hương kia thì kiểu như mình hơi lớn tuổi hơn một xíu á, thì mình sử dụng nó sẽ thích hợp hơn, sang chảnh, đầm tính, rồi lịch lãm, phong độ kiểu vậy á. Đó, thì thứ nhất là cái vẻ bề ngoài nó, đối với cái bản này thì nó sẽ là như thế này ha. Đó, các anh hãy xem kỹ để mình biết được là cái kiểu như là cái vẻ bề ngoài của nó. Còn khi mà mình lấy hàng về mình thấy khác là mình phải nghi ngờ liền, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là quan trọng nhất là cái tem này. Các anh chụp lại cái tem này giúp em nha. Khi mà lấy hàng về á, thì mọi người phải coi có tem người ta thiết kế nó có giống cái tem này hay không này các anh ơi. Đó, anh chụp lại giúp em nha. Đó là thứ hai. Cái điểm thứ ba nữa là cái phông chữ của số lô ngày sản xuất hạn sử dụng nó phải là cái phông chữ này mới đúng nha các anh nha. Đó, thì đó chính là một số những cái cách thức kiểm tra hàng chính hãng. Mà ngoài ra thì ở đây á, nó có một cái mã vạch đây mọi người. Nó có một cái mã vạch ở đây này. Đây mọi người hãy download phần mềm iCheck về giúp em nha. Đây ạ.
Đây, đó, xong đó mọi người đưa vô, mọi người quét giùm em ha. Các anh đưa vô các anh quét đây. Nó sẽ hiện ra là sản phẩm đây, nó hiện ra cái sản phẩm của mình á. Như vậy thì nó cũng là có nguồn gốc sản phẩm ha. Đó, ngoài ra thì kết hợp kiểm tra thêm các cái yếu tố như hồi nãy em nói nữa thì để đảm bảo nó là hàng chính hãng. Và nếu mà các anh nào mà còn bất kỳ thắc mắc nào về cái sản phẩm này á thì mọi người đừng có ngại gì hết á, các anh cứ gọi cho em hoặc là kết bạn Zalo với em trong khả năng hiểu biết của mình, là cái người mà trực tiếp đã cảm nhận cái sản phẩm này rồi á thì em sẽ hỗ trợ hết mình cho các anh ha. Rồi, số điện thoại của em là 0909647968. Đó, nếu mà các anh cần hỗ trợ thì cứ kết bạn Zalo với em ha. Rồi xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh Đẹp Mỗi Ngày nhé. Đẹp Mỗi Ngày xin chào ạ.